Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây cảnh trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ em là cameraman của kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Xin kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với gần dưới sân vận động thành phố Cần Thơ, chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số cây thọ hương với lại siêu bông Sài Gòn, một số giống mai khác đó ha cô chú anh chị, để mình chuẩn bị về chơi Tết 2023 luôn ạ. Dạ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Tám trong suốt thời gian qua ạ. Chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những cây mai thật là đẹp cô chú anh chị ha. Dạ vườn của anh Trạng ha cô chú anh chị, bãi kiển của anh Trạng nha, em nói lộn. Dạ đây là một số kiện gỗ anh đã đóng sẵn rồi, cô chú anh chị mình nhận hàng yên tâm ha, bên anh đóng rất là kỹ lưỡng luôn ạ. Rồi giờ em mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Trạng luôn nha. Em xin chào ông chủ. Rồi anh chào Phương, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang ha. Rồi hôm nay em về cái lô mai thọ hương, rồi dảo siêu bông Sài Gòn, cúc bi đó. Rồi cái với cúc tây thi anh chị, kính ông cô chú anh chị có ủng hộ. Rồi số điện thoại là 0932999393. Rồi mã đầu tiên là mã số 1 anh chị, cây dảo siêu bông Sài Gòn. Dạ. Đầu clip là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị nha. Cây ép 2 bo. Đang có ông hút nụ luôn á cô chú anh chị. Rồi đế là dáng hơi siêu mà cũng nở luôn nha. Rồi em xin thông số luôn ạ. Rồi cái này củ đế nở nè. Rồi cái củ nở này là 27. Hoành thân 18. Dạ. Chiều cao 50. Tàn ngang 58. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000. Dạ rồi 700 nha cô chú anh chị ha. Mã số 2. Rồi cây dở siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị. Này cô chú chị mình chơi một cặp đô kê đúng nha. Ừ. Vậy mình lấy bo nhiều lắm đó, cô chú anh chị. Dở siêu bông Sài Gòn. Cây này ghép được 3 bo. Rồi đế nở luôn nha. Rồi cái này đế nở là 26. Dạ. Hoành thân 17. Chiều cao 52. Tàn ngang 54. Rồi mã số 2 cây dở siêu bông Sài Gòn này xin cho luôn chị mình 650.000. Dạ 650.000. Mã số 3 dở siêu bông Sài Gòn cây dáng bay anh chị ơi. Rồi cây này siêu bay, siêu bông Sài Gòn của chú chị nha. Đang có nút nụ luôn. 2, 4, 5 bo hết cho chú chị. Rồi dáng bay đế cũ luôn nha. Cây này hoành 15. Dạ. Chiều cao là 50. Tàn ngang 52. Chiều dài cành bay là 68. Rồi mã số 3 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 800.000. Dạ 800 nha cô chú chị. Mã số 4. Mã số 4. Cúc thọ hương. Dạ dáng trực phơm tàn thông luôn hết cô chú chị. Cúc thọ hương hả anh chị? Dạ cây này vô nút lộ khá là nhiều luôn cô chú chị ha. Quanh 17. Dạ. Chiều cao là 76. Tàn ngang 75. Rồi mã số 4 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900. Dạ 900 mã số 4. Mã số 5. Mã số 5. Rồi cúc thọ hương luôn chị ơi. Cây này phơm tàn dù ha cô chú. Rồi cây này quá đẹp anh chị. Cây ghép 2, 3, 5, 11 6 11 qua. Thế nở luôn cô chú anh chị. Cái này hoành thân là 20. Dạ. Chiều cao 78. Tàn ngang 82. Rồi cúc thọ hương mã số 5 là xin giao lưu chị mình là 950. Dạ 950 nha cô chú anh chị. Số 6 cúc thọ hương. Cây này lùng liền quý cô chú anh chị. Rồi cây này lùng liền mà lật tới hả anh chị. Dạ nút lụ kim chơi Tết là có hết cô chú anh chị mình yên tâm nha. Dạ cây nào cũng phơm tàn dày hết nhau với cô chú anh chị. Dạ, em xin thông số luôn nha. Dạ, này hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 63. Tàn ngang 75.
Rồi mã số 6 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800. Dạ 800 nè, giá rất là dễ chơi. Cô chú anh chị mình đồng ý cây nào liên hệ trực tiếp với bãi kiện của anh Trạng giúp em nha. Mã số 7, Cúc Thọ Hương. Rồi, cái tàn này quá đẹp anh chị ơi. Rồi, kính tàn luôn à. Mã số 7, Cúc Thọ Hương. Tàn dày nha cô chú anh chị nha. Cái này khoảng mười mấy 20 bo luôn á cô chú. Bo già bo vậy hả anh chị? Dạ, đế có đế luôn nha. Rồi, em xin hôn số nữa rồi. Rồi, cái này hoành thân là 17. Dạ. Chiều cao là 87. Tàn ngang 93. Rồi, mã số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 ha. Mã số 8. Rồi Cúc Thọ Hương tàn thông. Rồi dán trực luôn quý cô chú anh chị. Cúc Thọ Hương tàn thông. Hàng này chuẩn cho Tết rồi cô chú anh chị mình à. Về với 100 thôi ha, giữ Tết. Cây bông là ok luôn cô chú anh chị. Em xin hôm sớm nha, cây này có đến lắm cô chú anh chị. Hoành 16. Chiều cao là 86. Tàn ngang 90. Rồi mã số 8 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 950.000. Dạ rồi, 950. Mã số 9. Cúc Thọ Hương. Rồi cây lùng lực. Như một cái dù hay cô chú chị nha. Mã số 9. Cái này mình nhớ 16 bo thôi cô chú anh chị, nhưng mà tàn kém tàn luôn ạ. Đến bỏ đi nha cô chú anh chị. Quanh 17. Chiều cao 67. Tàn ngang 75. Rồi mã số 9 này xin giao lưu chị mình 800. Dạ. Số 10. Số 10. Rồi cây cúc bi tiên sinh hả anh chị? Tàn khá là ok luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này lá xanh đậm luôn ha. Đế cũ luôn. Rồi cúc bi đẹp bông khỏi chê. Nguyên củ đế tròn vo luôn. Rồi, đây là dòng ba nở rồi cô chú anh chị. Rồi, em xin thông số luôn nha. Rồi, cái củ này là 34. Dạ. Hoành là 21. Dạ. Chiều cao là 92. Tàn ngang là 91. Rồi, mã số 10 này xin giao luôn chị mình 1.500.000 ha. Cúc bi tiên sinh. Số 11. Dạ. Cúc Tây Thi. Rồi, một cúc Tây Thi. Dòng cúc này bông rất là to cô chú anh chị, cánh to và đường kính bông cũng khá lớn ha. Đáng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Cây này đúng lộn kim quá trời luôn. Rồi, cây này đế đẹp luôn anh chị. Đế điệu chưa ha. Ừ. Cây dáng trực tàn thông anh chị. Cúc Tây Thi, mã số 10. 1. Hoành là 18. Chiều cao 82. Tàn ngang 78. Rồi mã số 11 em xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.400.000. Dạ rồi, 1.400.000 nhé cô chú anh chị, phơm tàn rất là đẹp luôn ha. Mã số 12. Cúc Thọ Hương. Rồi cái cây quá xá tàn đẹp ghê. Cây này cô chú anh chị mình để một cặp phía trước phòng khách cho Tết là quá ưng ý luôn ạ. Cúc Thọ Hương mã số 12. Rồi cây dáng trực tàng thông có đế nha anh chị. Hoành 18. Chiều tư. Chiều cao 81. Tàng ngang 84. Rồi mã số 12 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.000.000 đồng. Dạ, 1.000.000 chẳng luôn cô chú. Đây là tàng ấm tròn đẹp anh chị. Mã số 13. Tiếp tục là Thọ Hương nha anh chị. Một cây thông Noel. Ồ, quá xá anh chị, cây này có đế quái luôn nha. Cái này nhanh tay mà sở hữu nha anh chị. Quẹo lụm ha. Mã số 13. Tự nhiên cái củ tròn vo luôn cô chú anh chị, đế nở ha. Đế quái quái lắm, nó quấn quấn cuộn cuộn đã sao. Mã số 13. Rồi. Nguyên cái okay. Cái hoành đế này là 45.
Hoành thăng 18, chiều cao 86, tàng ngang 92. Rồi mã số 13 xin cho luôn chị mình, chiều 3. Dạ. Mã số 14. 14, thọ hương dáng trực tăng thông. Đó, cây tàng kính tàng hay ấm tàng luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây nào cũng đang ôm nụ khá là nhiều. Cô chú anh chị mình yên tâm ha. Trời, đế có đế luôn à. Mã số 14, cúc thọ hương dáng trực tàng thông, cây một cốt hả anh chị. Rồi, hoành thân là 19. Dạ. Chiều cao là 94, tàng ngang là 92. Rồi mã số 14 này em xin cho luôn chị mình làm 1 triệu 3 luôn ha. Dạ rồi, 1 triệu 300 ngàn. 1 triệu 300 ngàn, cây cúc thọ hương tàng thông. 14. Tiếp tục mã số 15, cúc thọ hương luôn anh chị ơi. Cây này kính tàng luôn. Rồi, cây này tàng ấm luôn anh chị. Bông vàng thật luôn. Đâu, ghét gì mấy con. Này Tết bông mới giữ nha anh chị. Tết bông vàng thật luôn nha. Cái này tết lá nó dày cho nên là Tết nó sẽ bông rất là nhiều anh chị. Rồi, bò ghét cũng khá là lớn rồi nha cô chú nha. Số 15, mấy cây thọ hương này cây nào có đế anh chị? Đế nè. Quanh 19, cao 87, ngang 78. Mã số 15 xin cho luôn chị mình, chịu 3. Dạ. Hương. À, cây này dáng khéo lắm nha biết cô chú anh chị. À. Mã số 16 anh chị. Cây này đế cũ luôn. Cúc thọ hương. Cây này hoành là 19. Chiều cao là 74, tàng ngang là 82. Rồi mã số 16 này em xin Zalo với cô chú anh chị mình là 900 ngàn. Dạ. Cúc thọ hương mã số 17 luôn quý cô chú anh chị nha. Cúc thọ hương. Dạ. Tháng hay gì? Ô năm hay gì? 3G. Đó 4G, 3G. Cúc thọ hương tàng thông. Dày tàng cứng tàng luôn nha quý cô chú. Ngày xương tàng cứng nhất luôn nha. Xài hoài không hết. Cái này hoành là 19, dạ. Cao 76, tàng ngang 78. Rồi mã số 17 này xin Zalo với cô chú chị mình là 850 ngàn. Dạ rồi, 850. Số điện thoại của anh Trạng thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề cô chú. Mã số 18. Rồi số điện thoại là 0932999393 nha anh chị. Ồ, Zalo số đó luôn. Rồi. Mã số 18. Cái này không cao hết cô chú anh chị. 850. Dạ, tàn dày kẹo luôn nha. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Rồi cây này phong cao nha anh chị. Dạ, cây này có thấp thân. Phong cao, tàn ấm ha. Rồi em xin con số luôn ạ. Hoành 20. Dạ rồi. Cao 109. Ngang 86. Rồi mã số. Rồi cúc thọ hương luôn. Dạ cây này tầm trung dễ chơi. Ồ, cây này kính tàng anh chị. Dạ nách lá thì thích ha. Nụ xúc nụ kim quá trời luôn quý cô chú. Rồi cây này ghép cũng nhiều bo ha. Rồi cây này hoành là 16. Dạ. Cao 79. Ngang 82. Rồi mã số 19 này em xin Zalo với cô chú anh chị mình là 900 ngàn. Dạ rồi, 900. Ui, à, cúc thọ hương tàng thông. Cũng tàng thông luôn. Cái này mình chơi một cặp với cây 18 nha anh chị. Cây 18 là cũng phom cao vậy nè. Kính mịt luôn à. Cô chú anh chị nào mình muốn chơi cặp thì sở hữu cây 18 với cây 20 ha. Liên hệ với số điện thoại của anh Trạng để có một cặp ha. Đúng rồi, đúng rồi. Số 20, cúc thọ hương tàng thông. Mấy cái này không đế. Rồi, hoành 24. Dạ. Chiều cao 108. Tán ngang 89. Đúng rồi. Mã số 20 xin Zalo là 1.500.000. Dạ rồi, 1.500.000 cô chú, cây này phong cao nha.
mã số 21. Cái này thì lùng lực nha cô chú anh chị. Cúc Thọ Hương. Dạ. Rồi cây lùng lực anh chị. À, hôm nay thì cái clip này anh bên cây lùng lực rất là nhiều ha. Cô chú anh chị nào mà khoái lùng lực thì hôm nay là vô là mua đã luôn. Nhiều cây lùng lực đẹp đẹp không à. Cây này nhớ được kính bo nha cô chú anh chị. Quanh 19. Cao 75. Ngang 83. Rồi mã số 21 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900. Dạ 900k. Mã số 22. Cúc Thọ Hương luôn anh chị ơi. Cái nào cũng tàn dày phân tàn thông hết cô chú anh chị ha. Đó, rồi bẻ tiếp. Anh là ngứa tay mà. Chung là đôi khi vận chuyển về anh chị nó hơi tàn hơi méo méo chỉnh chỉnh lại. Mã số 22 Cúc Thọ Hương. Dạ. Ừ. Cái này chơi tết ok luôn. Cái này giờ nó vô nút bột kim hết trơn rồi. Về chăm sóc anh chị. Rồi đế này đế đều luôn ha. Quanh 15. Dạ. Cao 85. Ngang 86. Rồi mã số 22 xin giao lưu chị mình 900. Dạ rồi 900k. Mã số 23. Đó, 23 Cúc Thọ Hương tàn thông luôn cô chú chị ơi. Tại hàng này mình chuẩn chơi Tết 2023 luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay Cúc Thọ Hương nhiều ha. Cô chú anh chị mà muốn xem nào liên hệ trực tiếp với bãi kiển của anh Trạng giùm em ha. Có số điện thoại trên phần mô tả với phần tiêu đề nha cô chú anh chị. Rồi. Quanh 15. Chiều cao 85. Tàn ngang 76. Rồi mã số 23 xin giao lưu chị mình là 800.000. Dạ 800.000. 24. Rồi cúc vạn thọ. Rồi hai cây cuối này là hai cây cúc vạn thọ anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay chốt hai này ha. Cúc vạn thọ. Chính bạn có nút nụ kim luôn nha cô chú anh chị. Vạn thọ cánh sắn nha anh chị, 100 cánh ha. Hoành là 20. Chiều cao là 76. Tàn ngang 69. 24 này em xin giao lưu anh chị mình là 850.000. Mã số cuối cùng 25 dạng thọ luôn nha anh chị. Dạ, rồi chơi một cặp rồi hai để phía trước xong là rồi 24 25 là một cặp cúc dạng thọ ha, 100 cánh sắn nha anh chị. Đó. Rồi. Cái này đồng giá 850 luôn nha anh chị. Chơi cặp với cây kia luôn. Cái này đế đẹp nè. Rồi. Cây cúc mà giá này thì quá trời dễ chơi anh chị. 21 quanh. Dạ. Cao 80. Ngang 79. Rồi mã số 25 xin Zalo là 850 luôn chị ơi. Dạ rồi 850 25. Rồi mã số 25 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị những clip vừa qua ủng hộ em ha. Thì cũng rất là mong cô chú anh chị ủng hộ em tiếp tục. Rồi chúc quý anh chị luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Cô chú anh chị mình thích kênh á, bấm đăng ký kênh, bấm like ủng hộ nha. Rồi em xin kính chào, hẹn lại. Dạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip và chúc quý cô chú anh chị mình xem biết thật là vui và chọn được những cây mai thật là ý luôn nha. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ.